Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bách Hợp. Hôm nay chúng ta cùng nhau đánh bài tiếp. Vâng, thua nhưng mà được nhường đi trước các bạn. Rồi, tính ra thì cũng thành công. Rồi, có bài để thủ là tốt rồi. Cấp xuống đi để có gì bị ảnh chơi mất thằng lá thôi. Cái gì đây? Oh, lợi hại, lợi hại. Hảo hán, hảo hán. Wow, ghê dữ vậy ta. Chà, mở màn hay đấy ông anh ạ. Ôi giời, ôi giời, vừa vô đã thấy lầy rồi thì ai mà chơi vô lại. Rồi quăng con này ra đấy, bắn thử. No, no, biết ngay á, quăng mấy con này ra là ủ phí rồi. Thấy anh để cả đống bẫy vậy là mình nghi rồi các bạn. Nhưng mà tại vì giờ không có con Shinzo ở đây nên phải chịu. Cho anh bắn thêm phát nữa đi, không sao đâu các bạn. Rồi, ok. Con rồng này ra trận. Bắn. Trời. Ê, anh không được chơi như thế với em. À, em gọi 500 anh em tới đây, bây giờ em bị hạn chế tầm nhìn thì có anh em nhìn phụ. Ha. Anh không chơi trò đó với em được đâu. Hồi nãy cái lá Myrophor thì em chịu, chứ mà lá này thì làm sao mà em thua đánh được. Rồi em lên lại đủ 2000, giờ anh em mình bằng điểm với nhau nha. Cái gì đây? Ôi giời ơi, tưởng gì. Rồi cho ông anh rút và bỏ 2 lá xuống đi. Gì nữa? À, tính chơi chiêu hả? Không có chơi chiêu kiểu đó. Đấu cân bằng à. No, 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 no. Gì nữa? Trời ơi, nhiều chiêu thế. Bữa nay AI nó được thiết kế để chơi búp hay sao vậy trời? Rồi, em cay anh nãy giờ rồi nha. Rồi. Rồi giờ anh tính gì? Em cay anh lắm rồi đấy. Úi trời. Cũng may là mình có lá này ở đây. Rồi yếu đi chút cũng sao. Rồi gọi con này ra nào. Bắn. Rồi thôi không sao, trả nhiều điểm. 1000 chứ mấy. Rồi giờ thì ông anh chuẩn bị tinh thần chưa? Cái gì đây? À rồi, ok. Muốn đi thêm lần nữa hả? Được triệu hồi lên là để lãnh đạn thôi nha. Nói cho chú biết, cái này người ta nói ban lãnh đạo là bao lãnh đạn ấy, đừng có tưởng đây là con quỷ huyền thoại rồi chú ngon. Chú có con, chú làm lãnh đạo là chú có con nhiều chú ôm cho hết đấy, đừng có ham. Rồi nằm xuống. Bắn. Rồi gọi một con quái hệ nước ra đây. Rồi bắn.
không còn đủ ngàn điểm để mà gọi lên nữa rồi. À đủ hả? À? Rồi ok, lượt sao lên. Giờ gọi được thằng ra là mình cũng không sợ nữa. Thằng ra mà ra đập chết thằng ra luôn, mình 4.700, thằng ra có 4.000 à. Đập cho thằng ra, thằng ra thành thằng vô luôn cũng còn được. Rồi xong, có con này ở đây ngon rồi. Mỗi lượt còn được cộng thêm 1.000 điểm mà trận này mình quá bá đạo. Rồi xong. Nước mắt anh rơi, trò chơi kết thúc. Rồi. Vô. Anh em mình giao lưu tiếp. Không nói nhiều, đóng cửa đốt nhà. Rồi, úp xuống, quăng ra. Trời ơi, nhiều thế. Phá thế. Ồ, phá được lá này là ngon rồi. Lá này một trong những cái lá nguy hiểm nè, mình phá được nó là thấy mình thành công rồi. Rồi, giật bài của anh cái đã, tính gì tính. Phá thế. Thì ra là con này. Rồi, bắn tiếp đi ông anh. Vô, vô, vô. Rồi, con này cũng được. Ồ, ghê thế nha. Wow. Wow, ghê ghê ghê. Rồi. Gì đây? À có lá này hả? Em mượn con này tí. Bán. Giá này anh cho anh lỗ vốn luôn các bạn. Rồi mình quăng cái này xuống là xong rồi. Trong 3 lượt anh không được đánh. Mỗi lượt cái mặt nạ nó từ của anh 1.000 nè. Gì đây? À rồi cho búp luôn, cũng không sợ. Rồi, ok em bắn anh đây. Rồi lấy lại lá tráp cái gì anh. Oh. Ghê ghê ghê. Nhưng mà nếu vậy ảnh tự vô hiệu hóa hai lá bài này của ảnh luôn. Cũng bỏ lá đó xuống à. À rồi ok. Rồi cũng không sao. Ảnh quăng úp lá đó xuống là ảnh tự vô hiệu hóa hai lá này. Ây da. Ghê. À rồi xong hay. Ây da. Trời ơi trời ơi. Ông anh không có bài tráp ở đây là ông anh mệt rồi. Rồi gọi thêm một con nữa ra ông anh. Ồ lợi hại. Lợi hại. Hảo hán. Hảo hán. Hảo hán. Rồi bắn đi ông anh. Bắn đi bắn đi. Bắn nhiệt tình vào. Ôi giời ơi. Phản đam chi thuật cơ.
ây da, rồi xong. Thôi được rồi, cho thằng em anh xin hai lá bài, mấy lá bài mới đi, khổ quá rồi. Xin lần hai lá mới thì cũng kỳ, xin lá thôi các bạn. Lần trước ảnh cho mình còn hai đi ban gì á, quên tiêu rồi. Con này thì có như lâu rồi, có mấy con luôn. Con này cũng mang tiếng là rồng, rồng gì trên bài bèo này, Proto Cyber. À con rồng Proton, con rồng này là dạng rồng nguyên tử các bạn. Con rồng mà mà gọi là nó có effect. Ồ, cái effect này là sao mình không hiểu ta. Cái con rồng này nó gì, hình như nó gọi được một con rồng khác ra sao mình chả hiểu. Lá bài này là lá bài Munjan Gari, cộng được 200 máu và lá bài tào lao nhỉ. Nói chung là bữa nay mình lấy được một cái đồ, một cái chén cà ri á các bạn. Đúng không? Phải là một cái chén cà ri mà là một cái đồ người ta đựng cà ri trong đó, sau đó người ta sử dụng để rưới lên cái cơm á. Tại vì người Nhật thì họ hay ăn cơm với cà ri, mình thì chúng ta thì ở đây hay ở Việt Nam mình hay ăn bánh mì với cà ri. Nhưng mà người Nhật là họ ăn cơm với cà ri. Và cái kiểu họ hay có cái này, cái này mình chả biết gọi là cái gì, giống như cái ly á hay là cái gì á. Giống cái bình, cái ấm gì cũng vậy. Nói chung là nó có cái phễu giống như cái ấm á, để sau đó là chúng ta sẽ chế cái cà ri lên cái dĩa cơm. Và sau đó là chúng ta có thể thưởng thức. Rồi nói chung là bữa nay mình lấy được Mujan cà ri. Mấy em tí nữa mình đọc nhà hành Mujan rồi, anh Mujan này không có bán cà ri nhá. Anh Mujan nếu mà có thì chắc là chủ tiệm cosplay rồi, nhưng anh ấy cosplay kinh quá mà. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lão Bất Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.